rời sang kín lối. Ngày gió vừa lên, nghe em ước thật nhiều, mơ mình mãi được gần nhau. Rồi ngày cơn gió cuốn anh đi, rồi ngày nơi đây em khóc một mình, lặng thầm chiếc lá rơi rất đau lòng. Chiều vừa buông xuống những khát khao, em sợ ngày mai không biết thế nào, lặng thầm những chiếc hôn xưa đâu rồi, còn mỗi riêng em đứng chờ. Em cũng không biết là sẽ có cảm xúc đến mức nào, làm đó thử, là tùy vào anh thôi. Dạ, làm thử đi tiên. Em có một cái đặc điểm mà cái gì liên quan đến nhạc là không bao giờ em quên được. Ví dụ mà càng đi thì càng thấy bắt hy vọng dần dần. Nhớ dai, em thù dai đó. Mà em sinh ra là em đã muốn đi cái con đường đó, mà lại bắt em đi một con đường khác thì em không chấp nhận được. Em trốn luôn. Em có kể anh nghe câu chuyện này? Dạ chưa. Không bao giờ quay về mà không có một cái gì hết. Nếu như mà thất bại là đi luôn á. Mày ra ai biết không? Không. Nó quá là em đềm, em không chịu được. Em phải bắt người ta phải theo em, chứ em không muốn đi theo người ta. Em có xem qua chương trình Vô Tình thôi. Thì thứ nhất em cảm nhận chương trình nó cũng có một cái chiều sâu, cho nên là có hứng thú và có cảm xúc hơn. Motif hồi đó giờ là để bắt đầu cho cái hiện tại đó, thì mình đi lùi lại quá khứ. Và đặc biệt là anh nghĩ trong cái câu chuyện của Thủy Tiên nó sẽ có nhiều cái rất là đặc biệt. Thì cũng qua truyền thông mình cũng hình dung được là thời ấu thơ của Tiên nó cũng rất nhiều sóng gió, đúng không? Dạ. Thì không biết là hiện giờ là báo chí đã khai thác cũng khá nhiều, thì khi Tiên kể lại những cái khoảnh khắc này, nó có làm Tiên có cảm xúc không? Em cũng không biết là sẽ có cảm xúc đến mức nào. Làm đó thử, là tùy thử vào anh thôi. Dạ, làm thử đi Tiên nha. Là Tiên sẽ nói là bắt đầu trước cái giai đoạn Tiên lên Sài Gòn, những cái năm tháng Tiên ở sống với lại ba mẹ dưới quê ở Kiên Giang, Rạch Giá, đúng không em? Dạ đúng rồi. Em không biết kể gì hết. Bắt đầu nó hơi khó ha. Dạ. Hình như là Tiên có một cái tuổi thơ không có được may mắn khi mà sinh ra và lớn lên trong một gia đình điều kiện kinh tế khó khăn. Nếu không nói là có những cái hết sức khó khăn, phải không Tiên? Anh muốn nghe Tiên chia sẻ những cái Thực ra đối với em á, ban đầu lúc trước thì em suy nghĩ cái hoàn cảnh khó khăn của mình, cảm thấy mình rất là khổ. Nhưng mà sau khi trải qua hết nhiều thứ rồi, mình lại cảm thấy cái chuyện đó nó chẳng có gì là khổ hết. Bởi vì còn quá nhiều người còn khổ hơn mình mà lại không có may mắn như mình nữa. Cho nên bây giờ mà nếu mà nói kể về cái khổ đó, thì em lại không thấy nó khổ, cho nên không biết kể gì hết. Em chỉ cảm thấy là những cái gì mà nó bất hạnh, những cái gì mà nó không có may mắn đến với mình, nó cũng là một cái cơ duyên để cho mình có những cái mạnh mẽ khác, để mình vượt qua những cái sóng gió khác. Thì như vậy anh sẽ hỏi em một cái câu này, tức là những cái câu chuyện về thời em là học sinh, thời em là một đứa con trong một gia đình, thì những câu chuyện nào vui, thực sự là vui và hạnh phúc đến giờ này em vẫn còn nhớ hoài mà ít ai biết? Em là tiếp người hay chia sẻ, cho nên là cũng hay rất là kể. Nên là cũng có nhiều người biết những cái câu chuyện như vậy rồi. Ví dụ như là có lẽ là cái niềm vui đầu tiên của em á, là năm em học lớp 2. Thì lúc đó học lớp 2 là bắt đầu biết đọc chữ rồi, bắt đầu biết đánh vần, đọc được chữ rồi. Lúc đó bố em mới mua cho em một cái cuốn gọi là cuốn báo di đồng á, thì về đọc, ở trong đó có một bài thơ.
là bài thơ nói về bà. Là mình cứ cầm cái đó mình đọc, mình đánh vần được bài thơ rồi đọc thuộc rồi bắt đầu hát. Rồi phổ nhạc cho cái bài thơ đó luôn. Là khi mà phổ nhạc cho bài thơ đó cứ hát nghêu ngao. Thì cha em cũng rất là đam mê âm nhạc, cha em biết đàn mà, biết hát. Là cha mới nói, ủa sao cái bài này mới mà ở đâu nghe hay quá vậy. Xong em mới nói là con tự sáng tác. Con nít mình nói chung là rất là tự hào về học cái việc lớp đó. Học lớp 2 thôi đó hả? Dạ đúng rồi. Xong cha em mới lôi ra đánh. Là nói là con nít là không được nói dối, làm sao mà sáng tác được cái bài hát như vậy. Thế là bị đánh, mẹ cũng không có binh luôn. Tức quá mới đem cái báo đó ra, mới đưa cho cha coi. Thì mới đọc là xong mới hát lại cho em dò có đúng là cái lời bài hát hay không. Thế là đúng. Là cha mới hứa với em là ráng học hết lớp 5 đi. Lúc đó là em học lớp 2 thôi. Ráng học hết lớp 5 đi rồi cha sẽ cho con đi Sài Gòn học trường nhạc viện thành phố. Lúc đó ở quê mà anh nói chung là nghe chữ nhạc viện nó rất là mộng mơ, nó là một cái gì đó nó sáng rỡ tương lai, là mình mơ mộng lắm. Nhưng mà lúc đó là hết lớp 3 là ba em đã mất rồi. Dạ, cho nên là mình cũng phải vật vã đến năm lớp 12 mới là tự mình lên Sài Gòn. Trong vòng mới có một năm mà Tiên mới kể là lớp 2 bắt đầu bộc lộ những cái năng khiếu về sáng tác, về hát hò của Tiên đó, thì đúng một năm sau là ba đã mất rồi. Dạ đúng rồi. Mà ba là người có năng khiếu về văn nghệ. Dạ. Chắc là Tiên có một phần cũng được di truyền cái gen đó ha. Dạ đúng rồi. Hồi bé ở quê thì mình không có điều kiện để xem nhiều, nhưng mà TV á, thì họ chiếu thứ bảy chủ nhật họ sẽ có chiếu cải lương. Là một cái tuồng như vậy nó kéo dài khoảng 1 tiếng rưỡi, thì tối nào cũng được ngồi xem hết á. Nhưng mà anh biết là nó chỉ chiếu qua một lần thôi, chứ nó không có thu đi thu lại, giống như mình không có băng từ để coi lại như bây giờ. Thì buổi tối khi mà xem á, là buổi sáng hôm sau á, là em hát từ vai phụ cho tới vai chính. Như là nguyên một tuần em nhớ không sót một cái gì, từ lời thoại cho tới lời hát. Cải lương á hả? Dạ đúng rồi, mà lúc đó là em còn nhỏ lắm, em chưa biết đọc chữ đâu. Và chứ em nghe là em hát lại hết được. Nên là sau này đôi khi học bài mà không thuộc á, cứ lôi ra hát cải lương nhảm nhảm nữa. Nhưng mà những cái lần em hát cải lương như vậy, nó cũng tạo cho em được một cái kinh nghiệm giống như là mình cảm âm. Dạ. Cái khả năng mà bắt chước rồi dạ. Hát lại giống. Thì dạ. Đó là những cái năng khiếu rất cần cho nghề ca sĩ đúng không? Dạ, anh? Dạ đúng rồi. Tiên, nhưng mà cái bài hát, cái bài thơ mà em nói em về bà mà em sáng tác trên đó đó. Dạ. Cái nội dung đó sao thơ Tiên còn nhớ không? Dạ còn nhớ chứ. Em đọc cái bài thơ đó cho anh nghe. Trong sân nhà bé có một vườn trầu, bố trồng từ thuở bé còn trong nôi. Năm tháng dần trôi bé ngày ngày một lớn, lá trầu xanh biên biết gốc sân phủ đầy. Bé tưới ngày ngày theo lời bố dạy cho trầu xanh mãi, cho trầu xanh mãi cho bà thêm vui. Ủa tại sao cái bài đó quá lâu, theo em kể lớp 2 giờ như cũng mấy chục năm rồi đó, mà sao em vẫn còn nhớ tới giờ phút này, lý do gì vậy đi? Em có một cái đặc điểm là cái gì liên quan đến nhạc là không bao giờ em quên được. Ví dụ em sáng tác thì đôi khi em vội quá, những cái giai điệu nó cứ vang trong đầu em cứ việc viết ra thôi, mà em viết nốt nhạc thì nó không có kịp. Là em cứ phải viết ra bằng chữ luôn. Nghĩa là người ta thường người ta viết nhạc sẽ viết nốt xong rồi người ta mới suy nghĩ chữ sau, còn đằng này em là lời với chữ nó đi luôn hết luôn. Thường nó có ba cách. Một là dù là người ta sáng tác bằng khuôn nhạc xong rồi người ta mới viết lời sao đúng không? Dạ đúng rồi. Còn hai là em viết lời xong em mới làm nhạc lời sao. Dạ đúng rồi. Còn ba là vừa muốn lúc lời nhạc cùng lúc luôn. Dạ, thì em đúng là rồi. Dạng nào trong ba đó? Dạ, luyện thứ ba. Lúc vừa lời nhạc luôn. Dạ đó. Tự dưng một cái bài hát nó chạy trong đầu mình thôi, một cái giai điệu rồi thậm chí cả lời luôn, nó cứ chạy ngang á, mình cứ viết mà viết không có kịp ra. Hay là mình cứ viết chữ, nó không có cái gì hết, nhưng mà mình cứ đọc hát rồi mình vội, mình cũng không có ghi lại, nhưng mà 10 năm sau đọc cái chữ đó em vẫn nhớ là hát như thế nào. Em kể mới có mấy phút mà anh hình dung được là Tiên có một cái năng khiếu là rất giỏi văn, rất hơi vẻ như hợp với văn nghệ. Yeah. Qua sự bắt chước, qua sự mà đang quan tâm và xem. Yeah. Và cái thứ hai là cái khả năng nhớ lâu của em. Thì yeah. Cái này rất là cần cho nghề ca hát. Em lại không nhớ lâu gì về số học anh ạ. Chỉ về chữ rồi đúng không? Dạ đúng rồi, đó, chỉ có về văn chữ. Thơ hoặc là cái gì đó. Em đó. Là người của văn chương. Dạ đúng rồi. Văn chương. Anh đã thử em bằng một bài thơ của về bà, em nói như in hết. Dạ. Nhưng là đây đó không phải là ai cũng nhớ được như vậy đâu. Thank you.
vượt quên được giấc mơ còn hoài trong em. Mới đây giờ đã xa rồi. Có những lúc em thầm nghĩ điều gì làm chúng ta phải xa nhau, vì em hay chính anh đổi thay. Người ơi, vội quên mau lời yêu ta trao hôm nào. Về trong đêm lạnh giá chỉ còn một mình, lặng bước trên những yêu thương đã xa mất rồi. Tìm nơi đâu hạnh phúc ngọt ngào ngày nào, tìm nơi đâu để vơi đi bao khát khao. Làm sao quên được những nụ cười nhẹ nhàng đã khiến con tim em vui trong bao ngỡ ngàng. Làm sao quên ngày đó một thời nồng nàn, mà giờ đây chỉ thấy bao nhiêu trái ngang. Yêu thương kia sợ vỡ ta. Lúc đó Tiên đang thần tượng những nghệ sĩ cải lương nào? Hồi xưa thì em lại có một khoảng thời gian lần đầu tiên mà em xem là Lệ Thủy và Minh Vương, lúc đó nổi tiếng lắm. Cứ xin mẹ ơi cho con theo cô Lệ Thủy. Mê cô Lệ Thủy. Sau đó là đến Tài Linh, Vũ Linh. Và sau này rồi. Dạ sau đó nữa. Là nhưng mà thực sự có một khoảng thời gian mọi người không có ai xem cải lương nữa, bởi vì mọi người thấy là nó xến, nó xưa, nó cũ, người ta cứ chạy theo cái mới. Nhưng mà thực sự cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy cải lương nó là một cái nét văn hóa rất là đặc biệt của Việt Nam. Tại sao người ta cứ xem opera của nước ngoài để kêu nó là một cái gì đó nó văn hóa, nó một cái gì đó nó cao siêu. Nhưng mà thực sự em thấy cải lương mới là một điều cao siêu của Việt Nam mình, cái nét văn hóa rất là đáng tự hào. Nhưng mà em lúc đó em không có như một số bạn là em thích hát mấy bài nhạc trẻ hả? Nhạc Mưa Bụi hay là nhạc dân ca với lại bên cải lương chứ? Dạ không, Mưa Bụi ra là em cũng nhập được. Mình cái thời điểm Mưa Bụi là em lớn rồi, lúc đó là người ta đã qua cái phong trào xem cải lương rồi. Nghĩa là chỉ có những người lớn xem thôi, con nít sau này họ không có xem nữa, họ bắt đầu xem qua nhạc trẻ Mưa Bụi. Rồi sau đó nữa thì Làn Sóng Xanh, rồi sau đó nữa. Năm 96 rồi đó. Dạ đúng rồi. Nó giống như là cái việc em sinh ra là em đã thích nhạc rồi, cho nên là cái đầu của mình nó chỉ có muốn đến cái chỗ đó thôi. Là mình sinh ra là mình đã cảm thấy là con người của mình thuộc về cái chỗ đó rồi, là mình phải đi tìm cái chỗ đó. Mặc dù em nói thật là lúc mà em lên Sài Gòn á, em rất là thích lên để em được học nhạc, tại vì ở quê không có chỗ để học. Là khi mà lên nó là lần đầu tiên mà em lên đây, em nhớ buổi tối đó, chiều đó là em thi môn vật lý, là môn cuối cùng của kết thúc cuộc thi tốt nghiệp lớp 12. Dạ. Là em cũng không cần biết đậu hay rớt, là chiều đó 10 giờ đêm là em đã phóng xe lên Sài Gòn rồi, đi xe khách. Là khoảng 4 giờ là em đến đây. Em đi một mình em à? Dạ, có mẹ em dẫn lên. Nhưng mà lúc đó thì mẹ em chỉ đưa lên thôi rồi mẹ em lại về, tại vì công việc ở nhà nó cũng bận rộn. Là khi mà lên đây lần đầu tiên là em thấy Sài Gòn nó rất là xa lạ. Mọi thứ nó đóng cửa im ỉm, nó chỉ có một cái tiếng xe chở hàng buổi sáng mà nó tạch 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 như là xe lam á anh. Xe ba gác. Không, xe chở hàng, tại vì em lên là ngay cái chỗ quận 5. Bây giờ thì buổi sáng người ta chở hàng hóa vận chuyển về các tỉnh, rồi các tỉnh vận chuyển lên á. Cái tiếng đó nó cứ ám ảnh em hoài. Bây giờ cứ mỗi lần mà em nghe cái tiếng đó là em sẽ nhớ lại những cái ký ức rất là đẹp của em. Mà lần đó là Tiên Linh ở nhà của ai? Ở quận 5? Lúc đó là ở nhà của một người quen. Dạ. Nhưng mà người ta không có... Có nghĩa là nhà của dì ruột em ở dì em ở Mỹ. Nhưng mà cái nhà đó là mua để đó thôi. Rồi mẹ em cũng đứng tên cái nhà đó để... hộ khẩu, thì may là em có hộ khẩu ở đó, thì mẹ cũng đã làm trước cho em rồi. Nhưng mà ở trên đây thì ở nhà đó thì em ở có một mình thôi.
Cứ như là lần đầu tiên lên đây là em không có bạn bè, không có người quen, không có người thân, không có biết một con đường nào hết. Nói chung là mình hoàn toàn đến một cái chỗ là mình chỉ có đường trong miệng hỏi ra. Ủa trước đó chưa bao giờ Tiên lên Sài Gòn hả? Dạ em cũng được lên một hai lần, nhưng mà lên đi chơi được một hai hôm rồi về thôi, đưa gì về đi về nước ngoài á. Như vậy với Tiên lần này là lần đầu tiên mà lên Sài Gòn trong cái dạng là sẽ viết tập. Đầu tiên á, là lần đầu tiên em lên Sài Gòn năm em học lớp 3, lúc đó em còn cha em còn sống, cho đến năm lớp em lớp 12 em mới được lên thêm một lần nữa. Ồ, 9 năm sau chắc Tiên không nhớ gì cả. Dạ. Lúc đó Sài Gòn thay đổi khá nhiều ha. Dạ, thật ra trong 3 ngày cũng không biết Sài Gòn nó như thế nào để nhận ra nó có thay đổi hay không. Nhưng mà theo một số cái tư liệu mà anh có đọc được thì không biết em lên Sài Gòn lần này là một cuộc chạy trốn, khi mà cảm nhận ở dưới làn sóng của mình nó hơi ngột ngạt, hay là một cuộc đổi đời ở một cái nơi phồn hoa xứ hội. Thực ra mỗi một cái giai đoạn khác nhau thì người ta sẽ có một cái quan điểm khác nhau. Lúc trước thì em nghĩ em đang chạy trốn chính bản thân em chạy trốn với sự nhàm chán của một cái cô gái mà sinh ra ở tỉnh rồi lại có chồng rồi lại sinh con rồi cứ chết đi rồi lại nó một cái vòng luẩn quẩn như vậy. Tại vì trước khi em đi rất là nhiều người cản, thậm chí các bạn năm học lớp 12 của em á, khi mà em ghi trong cái quyển lưu bút là ước mơ là trở thành ca sĩ, thế là có một bạn, nhiều bạn lắm kêu ra bảo là nên đi theo một cái hướng nào mà nó khả thi hơn, mình giống như một hạt cát vậy, một cô bé ở tỉnh như vậy làm sao mà cạnh tranh nổi lên đến Sài Gòn mà em cứ mơ ước như vậy. Là tại vì lúc đó em cũng phản ứng lại, nhưng mà cho đến bây giờ thành công thì em cũng không có dịp gặp lại những người bạn đó. Tiếc ha. Dạ. Nhưng mà lúc đó thì em lại nghĩ theo một cái tâm thế khác là mình phải thay đổi, cho nên là cái suy nghĩ của một cái cô bé mà mới lớn nó có rất là nhiều thay đổi tâm sinh lý đó, thì nó sẽ nghĩ cái chuyện đó rất là sóng gió. Tiêu cực. Dạ đúng rồi. Nó nghĩ theo một cái hướng là mình phải như thế này, phải như thế nọ, thì mình phóng đại mọi chuyện lên. Nhưng mà cho đến khi mà mình có kinh nghiệm rồi, mình trải qua nhiều sóng gió, mình mới nhìn thấy được cái chuyện nó không phải như những ngày xưa mà mình nghĩ, mình lại có một cách suy nghĩ khác. Mà nó không là gì so với một số sóng gió của những người khác đúng không? Dạ đúng rồi.